Nó có rừng em ơi. Em có ba ở đây. Ôi không có cái đồ gì luôn, sợ thật. Đây à. Và chỉ sợ nước mắt anh em rơi thôi chứ cuộc chơi chưa bắt đầu mình sẽ phá luôn. À còn quầy ngu này. Đủ má thằng lột nào. Sóng nhà ông bấy. Lột rồi em ơi, thằng bấy tranh bách rồi. Ê, cùng bên ông mà. Em cắt đinh mình mới đó rồi. Ta đập dân này. hóa là ông đi ông quấy. Đi phải đập chết thằng bảy luôn này, bảy cho cái quyết này. Đập đồ chuẩn thế nhỉ. Vâng, cậu cánh là kẹp xăm hay là thế nào anh? Là kẹp em với ba đúng không? Nhà mùa 4 rồi sao chứ không có ai đâu. Nhà mà Ê đấy, mẹ mày. Đủ. Đổi dần. Má ra lạnh bá. Ngủ.
Đây. Hay lắm rồi đấy. Không cay đâu, bình thường mà. Bá lâu lâu ấy, nhưng bá cay anh mình ra chém thôi. Cố lên anh. Tí em cho anh bá sang team 2. Được không anh? Thang không? Đó. Rồi anh ơi. Đó. Ấy. Đang ở góc 12 rồi anh ơi. Ui giời ơi, ra là tê thế này. Của anh rồi chứ. Hay. Thế thằng Phúc Đạt bắn nè, phải vô được cho anh chứ. Em bắn kia, có gì đâu. Tôi có bắn ra đây đâu, đây này, thấy đây là có bắn đâu. Cá quá đi à. Cái đám giờ xong rồi. Đó kẹp xong bay rồi. Bảy to kìa. À Vũ Danh đi đâu em Vũ Danh. À thôi rồi. Bé tình huynh đệ bạn tha. Anh đang bán đồ mà tìm. Không có cái gì đâu, nó có mấy con thôi mà. Chứ gì không em bơm cho anh hả? À, em vừa xong hai con hổ. Chạy với cậu. Anh bá trang hơn bát sai anh bá ơi. Ơi đập trên con giò mình cay đấy. Anh phải kém mạnh hơn một tí em mới thấy đau ấy. Gãy cáp thế à?
Ôi, nhà nó nấu được thơm thế nhở. Ôi, nhà thầy tình quyết nhanh quá. Chưa kịp thi đấu. Anh nhìn thấy không? Đấy, anh nhìn thấy, anh nghe tiếng gì chưa? Anh chỉ chém được một cái phần gọi là cái phần bên ngoài thôi. Mang cái con rách đấy là làm gì? Ôi, chết phít rồi em ơi. Không được phít. Muốn fit mà dễ à. Có 4 con dần chém không xong. Đánh đấm cái gì. Đối tìm được em. Hơi non. Bà chém hơi yếu nhở. Thấy hơi mạnh lên tí anh ơi. Chạy đi anh. Bằng kia nó không thể hát gì đâu. Đuối nhở, chém mạng hết rồi em, sao anh? Somebody passed.